Quay phim nha, hướng dẫn nâng cấp ổ cứng mới nha. Hướng dẫn nâng cấp ổ cứng mới cho máy tính. Đây, máy tính này đây. Đây, Acer. Đó. Đó. Rồi, một đĩa Hindenburg, một đĩa bút Win. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành cài Win nha. Cài Win. Lên thì nó mới nhá. Hẳn như vậy, bật hàng lên đen đấy là rồi. Chúng ta bật nút nguồn, bấm nút đeo. Được rồi, khỏi khỏi để đọc cái đấy. Bấm nút delete. Đây. Rồi. Nút F8. Rồi F8. Rồi nút di chuyển. Di chuyển bên xuống. Đây là ổ cứng nè. SSD nè. Đây là ổ cứng Win nè. Ổ cứng USB này là chứa file cài Win nè. Bút cài Win nè. Bút cài Win nè. Trên hai ổ này chuẩn EUEFI và chuẩn bình thường. Mình thay chuẩn nào thì chuẩn. Bây giờ mình muốn xài chuẩn này đi. Ví dụ ha. Thầy tự xem, nếu không chịu thì mình thay xài chuẩn kia. Rồi, enter. Nó sẽ vô Win. Rồi chuẩn này nó không chịu lock vào. Mình xài bút trên chuẩn mới. Làm lại. Thoát ra. Không thoát. Rồi ha, bấm nút đeo tiếp trở lại nè. Đây là mình hướng dẫn cho học viên cài nha. Rồi F8. Rồi chọn đến chuẩn này. Ok chưa? Rồi. Rồi vô rồi, boss rồi đó. Setup in starting là quá trình cài đặt được bắt đầu. Đó, tiếng Việt nó dịch nó như vậy đó. Trong đó là Windows 10 này, LTSC rồi xài cái nào cũng được. Net. Bản này là bản, ngày 20 tháng 3. Rồi, I accept từ đó. I accept the license team là tôi chấp nhận cái bản quyền của Windows này. Rồi chấm net ở dưới đó, custom là tự chọn ensure Windows only. Rồi chọn new. Cái ổ cứng này là ổ cứng SSD 120GB, chọn new. Rồi chọn apply. New là chia sẻ chia ổ cứng á, khỏi chia để full luôn. Rồi để full ổ, apply. Ok rồi. Nó sẽ cài trên ổ, nó chia làm hai ổ là System Recovery và ổ thứ hai, rồi nét luôn. Đừng khỏi bóng đó, rồi nét luôn. Rồi, bây giờ là quá trình cài sẽ được bắt đầu. Getting file ready for installation. Đây là quá trình chép cái file từ USB vào trong cái ổ đĩa cứng. Đây là quá trình đưa vào cài đặt.
Đầu tiên là copy nè, copy in nè, copy nè, Windows file là nó có cái file tạo dẫn vào trước. Phải đóng copy lần. Update, phải update Windows. Cái này là mình hướng dẫn cho học viên làm thực tế luôn nhé. Cái gì càng đơn giản cái thì cái gì càng dễ hiểu. Nó dịch ra sao? Là tự động. Cái này là nó tự động học code á, nó tự động mà lấy nét á. Với OSD này thì cài đặt rất là nhanh nha quý vị nha, quý vị có thể nâng cấp lên nha. Đây. Bây giờ chúng ta nâng cấp lên nè, đây nè. Thế ổ này hư luôn đúng không? Ổ đó bị báo bét á. Đó. Ổ đó bị báo bét. Đây. Nên họ đã báo bét cho nên đây rõ ràng đây đây trên thực hành trên máy khách nè đó đây. Rồi bây giờ chúng ta chứa cái ổ web tên màu xanh đó, lát nữa chúng ta chỉ chứa làm dữ liệu thôi, nó bị bét rồi à. Cho nên quá trình cài đặt tiếp tục. Đó, bấm cái này lấy nét nè. Đây là Win hiện tại đang cài trên điện thoại VMAX Lite nha, Made in Việt Nam, điện thoại của tập đoàn VinGroup. Nét á, đọc rồi đó. Rồi 50% rồi đấy. Khi mình nâng cấp á, là mình chỉ có báo khách lời test luôn. Bây giờ cái ổ kia chỉ chứa dữ liệu thôi, chứ làm gì hết á. Đối với dòng men gigabyte là cầu bấm F12 là vô boss luôn nha. Đối với dòng men gigabyte là bấm F12 là để vào boss. Còn cái dòng Asus này mình cứ vào nút đeo nó sẽ hiện lên F8 để cho mình boot. Làm riết thì mới từ tiếng Anh này mình thấy quen, mình không có điều kiện học tiếng Anh này. Thì bây giờ mình vừa làm vừa học.
chưa, nó tới chưa, 95%. Một cái máy tính mới về, mới toanh về là y chang như vậy á. Khi khách mua máy tính mới tinh về, mình phải làm một cái đĩa USB port. Cậu phải phải mua một cái OLED board làm ổ khoảng tầm 8GB hoặc 16GB thôi. Làm đĩa boot Win. Mà đa phần bây giờ là Win đời cao không à, toàn là RAM 4GB, cho nên chỉ cần làm một cái file board là Windows 64-bit thôi, không cần làm bản 32-bit nữa. Còn một số máy cũ ấy, có thể là mình sử dụng bản God 32-bit thì mình sẽ dùng God cho nó khỏe, còn máy đời mới là mình dùng cái này để mình cài. Cứ đời H81 trở lên với men H110 bao đó là mình cài, kể cả laptop mới luôn vậy. Laptop mới như vậy đó. Bây giờ quá trình xong rồi, bây giờ quá trình install là quá trình cài đặt đó, đó cái đó là update rồi, chờ nó fit finish là hoàn thành. Quá trình nó khởi động lại á, không thì ta là khởi động lại, ta là khởi động, thì re là khởi động lại. Tiếng tiếng Anh nó thì tiếng tố á, r á, re á. Getting ready là đọc nè, mình chỉ cần nhớ vài từ thôi, không cần đi nhiều không. Như vậy là Windows mình đã cài xong rồi đấy, bản Win rồi đó. Rồi chỉ cho nhấp chuột phải để mình lấy các lèo ra ha. Rồi nhấp chuột phải rồi chọn person á, person no size này, dưới đó, dưới display là hình ảnh dưới đó, rồi nhiều cái mình không biết, rồi chọn theme bên kia đó, đúng rồi vậy đó, mình cứ nhớ. Rồi bung cho nó ra đi, cho nó rộng lên bung ra, rồi kéo xuống rồi desktop icon setting, nhớ từ đó không, rồi desktop icon, rồi đánh dấu chép hết để cho mình làm việc dễ dàng thao tác, rồi apply rồi ok, rồi chọn tắt đi, rồi cắm cái like mạng vào, rồi rút cái USB ra, thoát USB ra đây. Từ thoát bên kia máy, Z đây, rồi màn đã nhận rồi đó, rồi bấm nút thoát, nhớ nút thoát để cho USB đỡ lối vào bên kia. Rồi ok, thoát. Rồi lấy USB cài đặt căn bản ra. USB cài đặt căn bản. Ủa, nó khởi động rồi hả? Rút ra nó từ à? Rồi khởi động lại coi. Hả? Rút cái nguồn này. Chú ý nha, nguồn cắm rất chặt. Rồi. Đừng có đụng vào nguồn. Nhưng mà SSD nó vô rất là nhanh. Đấy. Rồi. Các bạn thấy rằng chưa cài hết driver. Mới cài thô thôi mà cái ổ cứng SSD nó lợi hại như vậy đấy. Rồi, ok, chúng ta gắn vô đây. Rồi. Yes. Cái kia mình chưa? Trên nhà nút đi mình cắm lại. Rồi cho chọn như này, chọn lại, nhấp chuột phải. Cái này mình vô tình làm đụng cái dây nguồn. Nhớ chưa? Thêm. Rồi. Nhấp xuống, kéo xuống. Rồi, icon. Rồi. Đó, để cho ai cũng có thể học cài Win được. Rồi, vô control anh em đó, nhắc hết. Rồi, apply ok. Ok,
Đây, rồi thoát ra ngoài coi kết quả, rồi nhấp vào My Computer, rồi mình làm một USB chứa dữ liệu để mình thường cài đặt, rồi USB shop á, mình hay đặt á, hoàn mỹ thì cái tổ á. Rồi mình chọn nhấp xuống đầu xuống nữa, xuống kéo xuống nữa, rồi đầu tiên bây giờ mình cài đâu cái này chưa có nhiều, lấy một cái USB nữa mà đây USB nữa để mình cho hai USB mình tự chọn cái gì cũng đấy sao hết ạ. À, rồi thoát cái này ra, cái này có USB 2 nè. Rồi cái quan trọng bây giờ là mình cài Win á, là nó chưa có WinRAR, giờ cài cái bản WinRAR trước. Đây máy cài từ đầu rồi, nhấp cho phải, nhấp luôn nhấp hai đớp rồi nó ra. Rồi Insure nha, cũng cài là đặt thấy không, tất cả tiếng Anh nó đều dùng cái chú trông mà. Rồi nhấp chữ chép vào file ISO, à chọn hết. Đây hả? chọn hết bên kia ISO, file ISO là file người ta hay sử dụng. Rồi ok luôn, cái này khỏi cho ra laptop rồi. Ok được rồi, ok rồi, ok. Bây giờ Windows nha, nhiều khi các bạn đây các bạn nên làm một cái việc nữa là bạn muốn cài đó là trong này, nhớ nha cái này, nhớ nút này, nhớ nha cái này quan trọng nha, không có bẻ được đâu này. Rồi tắt nó đi, tắt chế độ, đây là chế độ của virus bảo vệ. Rồi tắt đi, bây giờ mình xài thoải mái. Rồi cái này đầu tiên là mình xài cái bản gì đây, đầu tiên rất cần nói thiết là cài cái bản Adobe Flash để coi qua mạng. Đây là bữa bà cài thứ nhất, cài thứ hai là cài, đầu tiên là cài WinRAR để giải nén, thứ hai là cài cái này. Rồi ok. Rồi cái này quá trình Win nó đang update driver á. Rồi cái này nè, Win nó đang update nè, đây nè, Win đang update nè. Đây nha, muốn biết Win nó update hay không mình vô đây nhá, vô đây là nó thấy từ update driver á. Rồi cái thứ hai là mình cài cái bản nhiều người rất cần, đó là Rosetta Shredder. Cái này là đọc file PDF dành cho văn phòng nhá, đây là hướng dẫn cài văn bản cho văn phòng thôi, đọc file PDF. Rồi bỏ nút test này đi, rồi default mặc định, rồi ensure. Rồi finish, xong bytecode nhá. Rồi sai thứ ba nữa là mình lốt thoát ra ngoài, xài cái bản này nè, K-Line Codec để mà mình xem quay video á. Rồi no luôn nha, cho nó no đi. Rồi net normal net rồi cứ cài đi ha. Rồi K-Line Codec này nó sẽ cập nhật cái bản codec cho Windows Media. Đó. Nhiều khi các bạn tải video về mà nhiều khi nó không định dạng được, không có cái bản codec, cho nên phải xài cái này. Đây, đây là vô cái trang chủ của K-Line Codec nè, K-Line Codec đây, trang chủ của nó, và các bạn có thể vô đây tải nhá. Đây là tôi làm sẵn lên USB rồi. Rồi bây giờ nó quá trình nè, direct nè các bạn nè, cài cái này là nó sẽ cập nhật cái bản direct. Đây, cập nhật bản direct. Đó, rất là quan trọng. Rồi thứ ba nữa là cài Google Chrome. Thấy chưa? Rồi. Office cho có thằng đó à? Office mình phải cài chứ. Rồi.
Rồi quá trình cài đó ha, trước khi mình cài Office mình phải vô cái đây bắt đầu nè, này 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 nè, dịch nè, tiếp nè, nét nha, rồi bỏ qua nha, không cảm ơn nha. Rồi các bạn muốn tải cái đó, cái này nhiều ít người biết nhá, vô đây nè, chọn cái này nè, chọn cái cài đặt nè, hướng dẫn cho luôn, nốt hướng dẫn, rồi nâng cao nè, tệp tải xuống nè, nhấp vào đây thì nó sẽ bảo khi mình cài mình tải về đâu đó, nó sẽ hỏi mình nơi lưu, còn không có mặc định là về file download đó, cho nên khỏi phải tìm. Đây, mình làm một phát một thôi, sau này đỡ mình mệt. Rồi bắt đầu cài bộ phân, bộ phong bây giờ là phải phong ABC nhá, ABC rồi là phong này, phong tiêu chuẩn Việt Nam 3 Insure for tất cả user. Đây, rồi là cài đặt cho tất cả các user nếu sau này mình tạo. Rồi thứ hai nữa là VinyTime rất cần nhá. Rồi rồi cứ đơn giản cài phông chữ đơn giản vậy đó, một xíu là xong một cái máy. Rồi rồi cài phông Ultimate dành cho đồ họa, phông này phông Trung Quốc này, phông Đài Loan này, Taiwan này, China này, Japan này, Korea. Ở đây mình tập hợp một file một ha, để lỡ máy có, nhất là nhiều người người ta cần để vô mạng á, khỏi chữ ô ô vuông vuông tròn tròn ha, cho nên mình cài vô đây để biết nó lên, nó hiện lên là vô trong mạng nó hiện lên là biết chữ tàu hay là chữ chữ Hàn hay là chữ chữ Nhật. Đó, đơn giản vậy thôi. Cho nên một số khách hàng người ta cần đánh tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng tiếng nào đó thì mình có sẵn phông luôn cho họ làm việc. Rồi. Rồi, phong bộ phong này là mình phải sưu tầm nhé, mình phải sưu tầm lật lặt lại, mình cho một file thôi đó. Cho này mới ông này một hệ chữ chữ tượng hình cho vùng file cho nó dễ. Bây giờ mình là công dân toàn cầu rồi, bây giờ nước ngoài người ta sang đây người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Rồi sau đó mình cài bản, ở đây mình cũng còn có mấy bản bộ gõ tiếng Trung Quốc đó nè, dành cho những khách hàng Trung Quốc. Rồi mình chỉ đơn giản thôi ha. Rồi ok ha, ở miền Nam thì sòn Vini, ở miền Bắc thì đa phần sàn Telet. Rồi khởi động cùng Windows, tắt cái này đi, rồi đóng. Bên dưới này chữ E là English nè, chuyển sang tiếng Việt là chữ V nè, nhiều người cũng không biết mà nè, rất đơn giản, cho nên là ai không biết thì đều, còn ai biết rồi thì thôi. Rồi mấy cái căn bản thôi. Rồi có cái này đặc quyến cho nó hoạt động thế rồi à, không update gì không, bây giờ update win đúng không, update win thì ta vô đây, update Windows là nó update luôn cả driver luôn á, đây chấm vào đây update. À, quan trọng ha, bây giờ nó tự update nè, cắm mạng vô là tự update. Sau khi update xong ha, thì nó sẽ đều thôi. Chúng ta tắt. Nếu máy nào mà nó không cho update thì mình bật cái này lên on on lên đây ha. Bây giờ nó để mặc định vậy thôi. Không bật lên on là nó sẽ chọn mình update. Rồi, bây giờ nó đang update nhá. Update Win bây giờ hiện tại đang lên update bản version 1809. Bây giờ là 20H rồi. Bản mới 2 mát. Rồi chào các bạn nhé. Rồi bây giờ cũng đã hướng dẫn cho một học viên đã học cài đặt một cái máy coi như là đầu đi, mới tính ha. Rồi bây giờ khi mình update xong, mình tắt Win, mình cài tiếp vào Office và những cái bộ Office, rồi những phần mềm căn bản. Rồi xin chào.